Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we continue to study unit 1 A long and healthy life, Sustainable Global Success 11. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục đi vào unit 1 chủ đề A long and healthy life của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success. Okay. Lesson 5, listen. Chúng ta sẽ đi vào phần listening, phần nghe. ok? Are you ready? Let's get started. Oh, before getting started, let's see some new Và dĩ nhiên là trước khi chúng ta đi vào bài, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua từ vựng của bài học ngày hôm nay nhé. Okay, here we have fitness, sự khỏe khoắn. Being healthy or physical strong tức là khỏe mạnh và cường tráng, ok. Cut down on có nghĩa là cắt giảm, reduce, ok. Physically strong là tinh thần khỏe mạnh, cường tráng. Skin care tức là gì nhỉ? Chăm sóc da, yogurt tức là sữa chua, potato chips, khoai tây chiên, acne à này là mụn trứng cá, pimple mụn nhọt mụn mũ, mũ, ok, dessert món tráng miệng, sugary sugary là có đường, by contrast ở in contrast tức là gì ngược lại, brown rice tức là gạo lứt, brown rice tức là gạo lứt, concentrate uh, focus on có nghĩa là gì nhỉ tập tập trung Ok, wholemeal bread, bánh mì ngũ cốc, bánh mì nguyên cám. Blueberry, quả Việt Quốc. Broccoli, bông cải xanh. Almond, hạnh nhân. Grapefruit, nước ép nho. Grilled, grill là nướng. All right, Grilled chicken breast, là ức gà nướng. Low carb là ít tinh bột. Low carb foods là thực phẩm ít tinh bột. High fat là nhiều chất béo. High fat food là thức ăn nhiều chất béo. All right? get rid of là tránh loại bỏ TV host là người dẫn chương trình Alright, very good Ok, food and health Thực phẩm và sức khỏe Activity 1 Choose the correct meanings of the underlying word and phrase Chúng ta sẽ chọn nghĩa đúng của những từ cụm từ gạch chân Ok, chúng ta sẽ chọn nghĩa đúng của những từ cụm từ được gạch chân Ok, number 1 Regular exercise Can increase your fitness. Việc tập thể dục điều đạn giúp bạn tăng cường thể lực. Việc tập thể dục thường xuyên điều đạn có thể giúp tăng cường thể lực. Alright, so fitness ở đây có nghĩa là gì? Being healthy and physically strong. Khỏe mạnh và cường tráng. Uh, being in, in, intelligent. Being intelligent tức là thông minh. So fitness here does mean being healthy and physically strong. Fitness ở đây có nghĩa là khỏe mạnh, cường tráng, tức là khỏe mạnh, cường tráng, tinh thần khỏe mạnh, right? Number two, to stay healthy, you should cut down on sugar and fast food. Và để giữ gìn sức khỏe thì chúng ta nên giảm đường và thức ăn nhanh. So cut down on, that means increase or reduce, reduce, okay? Cut down on ở đây có nghĩa là giảm, reduce, giảm đường, giảm À, ăn những thức ăn nhanh okay. Increase có nghĩa là tăng okay. So we choose be is, is the correct answer Ok, very good Now let's move on to the next one Ok, activity 2 Listen to a TV track show about teen health to the topic of the show Chúng ta sẽ nghe một cái chương trình trò chuyện trên truyền hình về sức khỏe tuổi teen và chọn ra cái tiêu đề cho cái chương trình này A health product and fitness program for young people những sản phẩm uh, sức khỏe và những chương trình tập cho cho người trẻ cho thanh thiếu niên B food for skin care and brand development uh, thực phẩm uh, để làm đẹp da và sự phát triển não C healthy food for young people thực phẩm uh, lành mạnh cho thanh thiếu niên the food that can replace the. okay, now listen together. good evening. this is oliver and this is teen life, where we answer questions from young people. this week, we have received a lot of health questions. so today, we have catherine jones, a food expert, to talk about healthy eating for teenagers and how food can affect their health. Welcome and thank you for joining us, Catherine. Good evening and thank you for inviting me. Well, when people want to improve their health and fitness, they often think of expensive health products and fitness programmes. But in fact, we can solve many of our health problems if we just eat healthily. For example, a lot of teenagers suffer from acne pimples or other skin issues and often look for expensive skincare products. This is not necessary because they can simply change their diets for better skin. Food with a lot of sugar is not very good for your skin, so you should cut down on sugary desserts and drinks. By contrast, brown rice, yogurt, watermelons and green vegetables are great for healthy skin. Moreover, green vegetables can improve brain health and memory and help teens concentrate better. Teenagers are still growing, so they also need food for building strong bones and muscles. Research shows that eggs, fish, butter, carrots and sweet potatoes can help make them taller and stronger. Although food can't replace exercise, eating a balanced diet, supplying all the nutrients you need, will definitely help improve your muscle strength. I guess you are what you eat after all. Thank you, Catherine. Okay, so you got the answer ABCD. Okay, now listen again and double check the answer with me. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại bài này một lần nữa nhé. Good evening. This is Oliver, and this is Teen Life, where we answer questions from young people. This week we have received a lot of health questions, so today we have Catherine Jones, a food expert, to talk about healthy eating for teenagers and how food can affect their health. Welcome and thank you for joining us, Catherine. Good evening and thank you for inviting me. Well, when people want to improve their health and fitness, they often think of expensive health products and fitness programs. But in fact, we can solve many of our health problems if we just eat healthily. For example, a lot of teenagers suffer from acne pimples or other skin issues and often look for expensive skincare products. This is not necessary because they can simply change their diets for better skin. Food with a lot of sugar is not very good for your skin, so you should cut down on sugary desserts and drinks. By contrast, brown rice, yogurt, watermelons and green vegetables are great for healthy skin. Moreover, green vegetables can improve brain health and memory and help teens concentrate better. Teenagers are still growing, so they also need food for building strong bones and muscles. Research shows that eggs, fish, butter, carrots and sweet potatoes can help make them taller and stronger. Although food can't replace exercise, eating a balanced diet Supplying all the nutrients you need will definitely help improve your muscle strength. I guess you are what you eat after all. Thank you, Catherine. TV host là gì? Người dẫn chương trình truyền hình, right? Good evening. This is Oliver, and this is Teen Life, where we answer questions from young people. Chào buổi tối. Đây là Oliver. Và đây là một cái chương trình Teen Life, cuộc sống tuổi tinh nơi mà sẽ trả lời tất cả các câu hỏi từ những thanh thiếu niên, từ những người trẻ. This week we have received a lot of health questions. So today we had Catherine Jones, a food expert, to talk about healthy eating for teenagers and how food can affect their health. Tuần này chúng ta nhận rất là nhiều câu hỏi về sức khỏe và ngày hôm nay chúng ta có một chuyên gia về thực phẩm, Catherine Jones, để nói về việc ăn uống lành mạnh cho thanh thiếu niên và những thực phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe của họ như thế nào. Welcome and thank you for joining us, Catherine. Hân hoan chào đón và cảm ơn đã tham gia cùng chúng tôi, Catherine. Okay. Now, Catherine... Good evening and thank you for inviting me. Chào buổi tối và cảm ơn vì đã mời tôi. Well, when people want to improve their health and fitness, they often think of expensive health products and fitness programs. À, yeah, khi mọi người muốn cải thiện sức khỏe cũng như là thể lực thì họ thường nghĩ đến những sản phẩm về sức khỏe, những chương trình tập thể dục đắt đỏ. But in fact, we can solve many of our health problems if we should eat healthily. Nhưng thực tế là gì? Chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe nếu chúng ta ăn uống lành mạnh. For example, a lot of teenagers suffer from acne, pimples, or other skin issues and often look for expensive skincare products. Ví dụ rất là nhiều thanh thiếu niên bị mụn, mụn cám, mụn mũ, mụn nhọt hay là những vấn đề về da khác thường tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ This is not necessary because they can simply change their diet for better skin Điều này là không cần thiết bởi vì là họ đơn giản là có thể thay đổi chế độ ăn để có một làn da đẹp hơn Food with a lot of sugar is not very good for skin So you should cut down on sugary desserts and drinks thực phẩm có nhiều đường thì không tốt cho làn da của bạn. bạn nên cắt giảm những món ăn tráng miệng hay là những nước uống có đường. By contrast, brown rice, yogurt, watermelons, and green vegetables are great for healthy skin. Trái lại, gạo lứt, da ua, dưa hấu, hay là những cái uh, rau rau xanh thì rất là tốt cho làn da khỏe mạnh. Moreover, green vegetables can improve brain health and memory and help things concentrate better. Ngoài ra thì rau xanh cũng cải thiện sức khỏe về bộ não và trí nhớ, giúp cho thanh thiếu niên tập trung hơn. Teenagers are still growing, so they also need food for building strong bones and muscles. Thanh thiếu niên thì vẫn vẫn đang phát triển, vẫn đang độ tuổi phát triển. Vì thế họ cần những thực phẩm giúp phát triển xương và cơ. Research shows that eggs, fish, butter, carrots and sweet potatoes can help make them taller and stronger. Những cái cuộc nghiên cứu cho thấy rằng là trứng, cá, bơ, cà rốt, củ lan có thể giúp chúng cao hơn, khỏe mạnh hơn. Although food can't replace exercise, Eating a balanced diet, supplying all the nutrients you need, will definitely help improve your muscle strength. Mặc dầu những thực phẩm không thể thay thế những cái bài tập thể dục, nhưng mà việc ăn uống chế độ cân bằng, cung cấp tất cả các dinh dưỡng mà bạn cần sẽ chắc chắn là sẽ giúp cải thiện được sức mạnh cơ bắp của bạn. Okay? I get you are what you eat after all. Thank you, Catherine. Uh, Người dẫn chương trình mới nói gì? Tôi đoán bạn sẽ là những gì bạn ăn. Sau tất cả, bạn sẽ là những gì bạn ăn. Bạn sẽ là như thế nào? Dựa trên những gì mà bạn ăn. Ok. Thank you, Catherine. Cảm ơn, Catherine. Ok. Now, tell me. Which one is the topic of the show? Theo bạn, đâu là tiêu đề phù hợp cho cái bài cho cái bài viết này, cho cái chương trình này? health product and fitness program for young people, những sản phẩm sức khỏe, những chương trình thể dục cho người trẻ, cho thanh thiếu niên, or be food for skin and brand development, những thực phẩm cho để làm đẹp da hay là phát triển về trí não, or see healthy food for young people, Ở những thực phẩm lành mạnh cho người trẻ, cho thanh thiếu niên, or be food that can replace exercise. Những thực phẩm có thể thay thế việc tập thể dục. Which one? C. Okay. I think C is the best choice. Okay. Now, where is the key? Trong bài viết có nói gì? Trong bài viết có nói gì mà chúng ta chọn C? Okay. Trong bài viết có nói gì? Today we had Catherine Jones, a food expert, to talk about healthy eating for teenagers and how food can affect their health. Hôm nay chúng ta có một chuyên gia về thực phẩm Catherine Jones sẽ nói về việc ăn uống lành mạnh cho thanh thiếu niên, những thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Như vậy là bài viết này nói về healthy food for young people, Những thật những thực phẩm lành mạnh cho thanh thiếu niên. Okay. Very good. Okay, very good guys. So now let's move on to the next one. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phần tiếp theo nhé. Okay, act activity 3, listen again. Take the food we recommended in the talk. Trong phần hoạt động số 3, chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và sẽ đánh dấu tích vào những cái đồ ăn mà được đề cập đến trong cái cuộc trò chuyện. Okay. Trong phần này chúng ta sẽ nghe là một lần nữa và chúng ta sẽ đánh dấu tích vào những cái đồ ăn mà được đề cập trong cái bài nói. Good for skin and brain, good for bones and muscles, good for skin and brain. Những cái loại thức ăn nào phù hợp, những cái thực phẩm nào, những cái món ăn nào tốt cho da và não. Which one? Yogurt, green vegetable, right? Yogurt, and green vegetable, sữa chua và rau xanh, okay? way is the key. Trong bài có nói gì? By contrast, brown rice, yogurt, watermelon and green vegetable are great for healthy skin. Aha, uh, gạo lứt nè, sữa chua, dưa hấu, rau xanh là những loại thực phẩm, những loại thực phẩm tốt cho da. Okay, alright. Moreover, green vegetables can improve brain health and memory and help things concentrate better. Ngoài ra thì rau xanh cũng giúp cải thiện về sức khỏe của não và trí nhớ giúp cho tuổi tiên tập trung hơn. Ok? And which food is good for bones and muscles? Và những thực phẩm nào thì tốt cho xương và cơ? As fish, butter, carrots. Right? Now let's check. Trong bài có nói gì? Research shows that as fish, butter, carrots and sweet potatoes can help make them taller and stronger. Trứng, cá, sữa, trứng, cá, bơ, cà rốt, củ khoai lang thì làm sao giúp cho do chúng cao hơn, khỏe mạnh hơn. Eggs, fish, butter, carrots trứng, cá, bơ, cà rốt là những thực phẩm mà giúp cho chúng cao hơn, khỏe mạnh hơn. Okay, very good. Now, let's move on to the next one. Okay, now activity for listen again and complete the sentences. Use one word for each answer. Okay, chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và hoàn tất những câu sau, sử dụng một từ chúng ta sẽ điền một từ vào mỗi ô trống ok now number one teens should avoid food that contains a lot of tuổi teen nên tránh những thực phẩm có chứa nhiều gì sugars ok now let's see food with a lot of sugar is not very good for your skin you so you should it, So you should cut down on sugary desserts and drinks thực phẩm có nhiều đường thì không không tốt cho làn da của bạn và bạn nên giảm những cái món ăn tráng miệng hay là một những cái món nước uống có đường ok sugar number two green vegetable can help things better rau xanh thì có thể giúp gì cho thanh thiếu niên giúp cái gì mà tốt hơn concentrate Right green vegetable can improve brain health and memory and help things concentrate better trong bài có nói gì rau xanh có thể giúp cải thiện về sức khỏe của bộ não, trí nhớ và giúp cho thanh thiếu niên tập trung hơn. Ok, number three, food, Search as and fish can help teens become taller and stronger. Ok, now, where the key? Trong bài có nói gì? Research shows that eggs, fish, butter, carrots and sweet potatoes can help make them taller and stronger. Okay? trứng nè cá bơ cà rốt khoai tây là những cái loại thực phẩm có thể giúp cho thanh thiếu niên cao hơn khỏe mạnh hơn right number four eating a healthy diet can't replace việc ăn uống việc ăn uống việc ăn một chế độ ăn uống lành mạnh thì không thể thay thế exercise không thể thay thế việc luyện tập nhé tức là ngoài việc ăn uống lành mạnh thì chúng ta cần phải có chúng ta cần phải tập thể dục điều đặn thì như vậy thì chúng ta mới có một cơ thể tốt hoàn thiện ok so where is the key trong bài cái nói gì Although food can't replay exercise eating a balanced diet supplying all the nutrient you need will definitely help improve your muscle strength mặc dầu thực phẩm đồ ăn không thể thay thế việc luyện tập nhưng mà nếu mình ăn uống một chế độ ăn uống cân bằng thì sẽ giúp cung cấp tất cả các dinh dưỡng mà bạn cần. Sẽ cung cấp tất cả các dinh dưỡng mà bạn cần, chắc chắn là sẽ giúp cải thiện được cơ bắp của bạn. Ok. Như vậy là việc ăn uống à, theo chế độ ăn uống lành mạnh, ăn uống một chế độ ăn uống lành mạnh không thể thay thế việc tập thể dục nhé. Để có một cái sức khỏe lành mạnh thì chúng ta ngoài việc ăn uống lành mạnh ra thì chúng ta cần phải tập thể dục đều đặn nữa. Ok. Very good. So now let's move on to the next one. Activity 5 work in groups. Make a healthy meal plan for one day and explain why you have selected the foods. Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa ăn lành mạnh cho một ngày và giải thích tại sao bạn chọn những những cái loại thực phẩm đó. Okay, now for example. Ví dụ, a healthy meal plan for one day, một một cái bữa ăn lành mạnh cho một ngày. Breakfast, avocado eggs toast and orange juice. Bữa sáng sẽ là gì? Bơ, trứng, bánh mì nướng, nước ép cam. Morning snack. Món ăn nhẹ cho bữa sáng sẽ là gì? One apple, một quả táo. Lunch. Bữa trưa. Tuna salad with green vegetables and one slice of wholemeal bread. Bữa trưa sẽ là cá ngừ trộn salad rau xanh cùng với một lát bánh mì nguyên cám hay là bánh mì um, ngũ cốc, right? afternoon snack. bữa ăn nhẹ cho buổi chiều. món ăn nhẹ cho buổi chiều sẽ là gì nhỉ? one cup of yogurt with blueberries. một ly sữa chua cùng với vị quất. dinner. fish with brown rice and steamed broccoli and some ice cream for dessert. À, cá cùng với gạo lứt, bông cải xanh hấp và một ít kem cho bữa ăn cho món ăn tráng miệng, đúng không? Cá cùng với cơm gạo lứt, bông cải xanh hấp và một ít kem cho món ăn tráng miệng. I have selected these foods because they are healthy foods, which are rich in vitamins and can provide a wide range of nutrients for my day. Tôi đã chọn những loại thực phẩm này bởi vì chúng là những cái loại thực phẩm lành mạnh, giàu vitamin và có thể cung cấp nhiều dinh dưỡng cho một ngày. Ok. Hay là chúng ta có thể làm một ví dụ nữa, đó là gì? Breakfast to boiled eggs, one slice of wholemeal toast, one cup of almond milk, some grapefruit. Bữa sáng sẽ là hai quả trứng luộc, một lát bánh mì nguyên cám, một lát bánh mì nướng nguyên cám, một lát bánh mì mì nướng ngũ cốc, một ly sữa hạnh nhân và một ít nước ép nho. Ok breakfast snack, món ăn nhẹ cho bữa sáng sẽ là gì? A cup of yogurt and one banana, một ly sữa chua và một quả chuối. Lunch, bữa trưa, grilled chicken breast served with salad and olive oil, ức gà, ức gà nướng ăn cùng với rau trộn và dầu ô liu. Afternoon snack. Món ăn nhẹ trong buổi chiều sẽ là gì nhỉ? Boiled corn. Bắp luộc. Ok. Dinner. A cup of brown rice. Tuna in tomato sauce. Steamed broccoli. Vegetable salad. Buổi tối sẽ là một chén cơm gạo lứt. Cá ngừ sốt cà chua. Bông cải xanh hấp. Và một ít rau xanh trộn Alright. reason lý do tại sao mình chọn những thực phẩm này green vegetable and low carb foods in my healthy meal plan are armed for natural weight loss. rau xanh cũng như là những loại thực phẩm ít tinh bột thì là uh, bữa ăn là những cái bữa ăn lành mạnh hướng đến cái chế độ giảm cân tự nhiên. also I carried off high fat food to lower the risk of heart diseases. Okay. Uh, và tôi cũng muốn loại bỏ những cái thức ăn uh, có nhiều chất béo để giảm cái nguy cơ bệnh tim. ok, Something like that, right? Okay, it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong bài năm phần listening unit 1 chủ đề A long and healthy life của sách tiếng Anh lớp 11 Global Success cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo goodbye and see ya